con người luôn thử thách chính mình để vươn tới những điều vĩ đại. Những điều tưởng chừng như bất khả thi. Khát khao khám phá là động lực thúc đẩy con người không ngừng phát triển. Chúng ta mơ về vũ trụ rộng lớn. Chúng ta khao khát vượt ra khỏi đường ranh giới, nơi trái đất và vũ trụ giao thoa. Tìm đến những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo. Hòa quyện giữa những giá trị tưởng chừng trái ngược, nhưng lại vô cùng hài hòa. Vietnam Airlines với chất lượng hàng không nổi tiếng gắn liền với giá trị di sản Việt sẽ bay bổng và thăng hoa hơn. Khi kết hợp với tinh thần hiện đại, trẻ trung và gai góc đến từ âm nhạc vượt không gian của Space Speaker. Một lai là một cái đường ranh giới, là nơi giao thoa của bầu khí quyển của trái đất với lại không gian vũ trụ rộng lớn, và nó cũng biểu tượng cho cái sự giao thoa của hai thương hiệu. Tại cái đường giao thoa này thì chúng tôi cũng hy vọng và tin tưởng rằng ấy là mỗi một thương hiệu sẽ phá bỏ và vượt qua được cái giới hạn của chính mình để cùng với nhau tiến tới một cái không gian rộng mở, thế giới lớn hơn, để từ đó thì phục vụ khách hàng của Vietnam Airlines cũng như là khán thính giả của Space Speaker. Thật là thú vị khi mà buổi gặp đầu tiên với Vietnam Airlines đó lại chính vào ngày sinh nhật của Space Speaker, ngày 31 tháng 10 năm 2020. Đấy cũng là viên gạch đầu tiên của chúng tôi đặt nền móng cho sự hợp tác lần này. Giữa Space Speaker Group và Vietnam Airlines, chúng tôi đã trải qua rất nhiều các cuộc họp để tìm hiểu lẫn nhau. Và để xảy ra được cái sự kiện đặc biệt ngày 18 tháng 12 vừa rồi, chúng tôi đã dành đến 14 tháng để chúng tôi chuẩn bị. Space Speaker thì đại diện cho giới trẻ, cá tính. Thế còn Vietnam Airlines thì mang hơi hướng của những cái giá trị truyền thống. Tuy nhiên thì cả hai thương hiệu đều có những cái tầm nhìn sứ mệnh, cái mục tiêu khá giống nhau, đó là kết nối nền văn hóa giữa những người Việt Nam và Việt Nam với thế giới. Qua thời gian chúng tôi gặp nhau, có rất nhiều các concept đã được đặt ra cho buổi họp báo đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ rằng cái concept mà để mang lại sự khác biệt nhất khi chúng tôi hợp tác với nhau đó là concept họp báo tại máy bay. Chúng tôi phải có sự tham gia của rất nhiều những cái cơ quan đơn vị có liên quan của Vietnam Airlines cũng như là ở sân bay quốc tế Nội Bài và lực lượng kỹ thuật để đảm bảo rằng ấy là vừa đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian, an toàn cũng như là có được cái không gian đẹp nhất để chúng ta có cái buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng sẽ đến vài trăm người mất ngủ vì sự kiện lần này. Khi mà lực lượng kỹ thuật của chúng tôi phải tháo toàn bộ cái ghế ở trên khoang của máy bay, nơi mà bình thường chúng ta chở hành khách, để tạo ra một cái không gian đủ rộng để chúng ta có thể bố trí không gian cho cái buổi họp báo ngày hôm nay. Chúng tôi đã phải thay đổi về thời gian dự kiến họp báo đến hơn 10 lần. Chúng tôi đã làm hàng trăm công văn, hàng trăm những cuộc thảo luận chỉ để xoay quanh vấn đề làm sao chúng ta thực hiện họp báo tại máy bay. Và để thực hiện được một buổi họp báo ở trên máy bay thì tôi nghĩ đây là một event mang tính lịch sử và chưa từng có ở Việt Nam cũng như thế giới. Việc Space Speaker hợp tác với cả Vietnam Airlines trong lần này là một bước rất quan trọng để thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp của Space Speaker và cũng là một cái sự nhận diện một cái thương hiệu uy tín và chất lượng của chúng tôi. Cái sức sáng tạo và cái khả năng sáng tác của các nghệ sĩ speaker thì đã được khẳng định. Cách đây tầm vài năm thì mấy anh em tôi đi diễn ở Sài Gòn rất nhiều thì mọi người đều di chuyển phần lớn bằng Vietnam Airlines. Nhưng thật sự cái bước hợp tác này để đưa nhạc của mình cũng như các sản phẩm, những cái văn hóa của Space Speaker lên trên một chiếc máy bay thật sự nó là một điều rất là bất ngờ, và nói đúng ra thì nó cũng là một cái ước mơ của những anh em Space Speaker. Còn về phần âm nhạc thì thật sự đây cũng là một áp lực mà vừa là động lực để cho Space Speaker có thể tạo những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn. Space Speaker là một tập đoàn về giải trí. Chúng tôi có các hạng mục sản xuất âm nhạc, sản xuất MV, đào tạo các bạn trẻ và phát hành âm nhạc trên toàn thế giới.
Chúng tôi muốn xây dựng SpacePicker thành một hệ sinh thái. Dù kết hợp với bất kể một đối tác hay một thương hiệu nào, chúng tôi sẽ dùng giá trị cốt lõi của mình là âm nhạc. Âm nhạc là kim chỉ nam của SpacePicker. Những gì chúng tôi chuẩn bị cho sự kiện lần này đều được thực hiện rất là kỹ lưỡng. Từ việc xe đưa đón, từ việc check-in cho khách mời và đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Đến lúc đặt chân đến đây thì hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cái độ hoành tráng và thực sự muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những ekip, các bạn của SpaceSeeker Group đã tạo nên cái buổi event ngày hôm nay. Điểm mà tôi ấn tượng nhất ngày hôm nay chính là sự xuất hiện của các nghệ sĩ của SpaceSeeker. Đương nhiên là cùng với nó là các tác phẩm được trình diễn tại cái không gian ngày hôm nay. Và ngay khi mà bước ra thì cái tiếng nhạc của SpaceSeeker hiện lên và nó là một cái bản thể khác, nó là một cái phong cách khác và tất cả những cái quan khách ở xung quanh họ đều đang chìm đắm trong cái không gian của cả Vietnam Airlines lẫn cả SpaceSeeker, thì đấy là cái điều mình đang rất là tự hào. Có lẽ là cái phần mà mình thấy yêu thích nhất là cái phần band nhạc, chơi lại các bài của SpaceSeeker theo một cái phong cách mới. Đây là một cái cách tiếp cận rất là mới và sáng tạo của team sản xuất. Rất cảm ơn các bạn vì đã dành rất nhiều tâm huyết cho cái chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý khách đến với chuyến bay mang số hiệu VNSS1812. Trên máy bay chúng tôi có hai khoang. Khoang đầu tiên chúng tôi có một triển lãm, những sản phẩm merchandise kết hợp giữa hai brand. Vietnam Airlines và SpaceSeeker sẽ được mở bán trên những chuyến bay sắp tới. Khoang thứ hai là khoang để cho khách mời tham gia buổi họp báo và tham gia lễ ký kết. Nếu mà có thể nói về ấn tượng nhất trong cái buổi họp mà cái sự kiện ngày hôm nay thì tôi rất thích cái không gian trưng bày mà tôi đang ngồi ở. Thực sự những ấn phẩm này mang cho tôi rất là nhiều cảm xúc. Tại vì các bạn có thể thấy nó mang đúng một cái nét văn hóa của SpaceSeeker. Thứ nhất là màu đen, ở bên cạnh đấy là một màu đỏ và màu trắng. Đấy là ba màu tạo nên SpaceSeeker. Đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia một cái sự kiện ở trong cái khoang máy bay mà bình thường nó đã rất thân thiết với cá nhân tôi cũng như là rất nhiều người. Không gian nó mang lại một cái không khí đầm ấm cho những người tham dự, nhưng mà nó cũng rất đặc biệt và sáng tạo bởi những nghệ sĩ của SpaceSeeker. Và tôi hy vọng rằng bài hát chủ đề sắp tới của cả hai bên sẽ có sự kết hợp giữa truyền thống, di sản và sự hiện đại, văn minh của âm nhạc SpaceSeeker, sẽ mang lại cảm xúc trọn vẹn nhất và đặc biệt nhất dành cho khách hàng, cũng như cho cộng đồng. Sau năm 2022 là kỷ niệm 11 năm thành lập của SpaceSeeker. Và với 11 năm này, đây là một cột mốc ý nghĩa của chúng tôi. Và sang năm thì chúng tôi sẽ dành toàn bộ tâm sức và thời gian để tập trung cho live show và concert. Vietnam Airlines sẽ là đối tác vận chuyển độc quyền khách hàng của chúng tôi đến các sự kiện. Vâng, thưa quý vị, và đây là mô hình máy bay của Vietnam Airlines với logo của SpaceSeeker Group được sơn trên thân máy bay. Chúc mừng Vietnam Airlines và SpaceSeeker Group ạ! Kho giải trí của Vietnam Airlines thì rất lớn và chúng tôi thì hoàn toàn có thể đáp ứng được với tất cả các loại hình nghệ thuật khác nhau. Chắc chắn là các anh em trong SpaceSeeker sẽ dành toàn bộ tâm huyết của mình để tạo ra thật nhiều bài nhạc hay để khán giả khi mà bay ở trên các chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ có những chuyến bay gọi là thoải mái nhất và tận hưởng cái dịch vụ một cách trọn vẹn nhất. Đây là một cái move rất là quan trọng cho cả team, nên mình vẫn làm những cái việc mình đang làm mà mình sẽ làm nó tốt hơn rất nhiều thôi. Chúng tôi có thể cố gắng tạo nên những cái điều mới lạ, mới mẻ và có thể góp phần làm cho mục đích chung, cộng đồng chung của những người đam mê về âm nhạc sẽ cảm thấy tự hào về những gì mà chúng tôi đang làm. SpaceSeeker hứa sẽ luôn cống hiến cho nền âm nhạc của Việt Nam và chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để dẫn dắt tất cả các bạn trẻ để có môi trường tốt nhất để có thể sáng tạo âm nhạc. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines và SpaceSeeker Group sẽ cùng phối hợp tổ chức tham gia các sự kiện để quảng bá văn hóa, sản phẩm dịch vụ cùng nhau, đồng thời triển khai một số các hoạt động nâng cao hình ảnh, cũng như là giới thiệu các sản phẩm đồng thương hiệu, nghiên cứu và thực hiện những chuyến bay mang dấu ấn của SpaceSeeker Group và Vietnam Airlines, mang lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng, từ mặt đất lên bầu trời.